nó bắn nha. Đây đây đây, sợ bắn mà em bé. Có khách rồi, nó chơi cái chân giò này. Đang
cho nhà hàng đứng ra là nó bắn nhá, bắn một con nhá. Em ăn thử đi, bé ăn thử được mà. Nó thử em cứ bẻ. Cho cả nhá. Không không cắt cái bao giờ, 4 lạng rưỡi được không? Thôi, 3 lạng thôi. Đồ liên tiên đây. Dọn hàng chưa? Rồi cháu thích cắt cái nạp thì nó nặng nặng thừa chú bỏ bớt cho. Đấy cho ăn cắt kiểu dọn thịt thì được. Rồi chú biết rồi, khác biết. Nó bắn nha. Đây đây đây, đang đứng xa quá. Sợ bắn mà em bé. Có khách rồi nó chơi cái chân giò này. Ông nha, chờ một phút nha. Vội lắm anh này đưa cho em để xong. Không, bù đi ai. Của em 2 lạng rưỡi 50.000 em ơi. Bạn mới đắt hàng đấy, mình đứng ngay từ đấy sợ liếc. 50.000 Nhân bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 130 chỉ. Đúng rồi. Nó bắn nhé em nhé, bắn kéo bông là ấy. Của em 3 nặng em 100. Mắt thôi. Chân này. Chân có. Gì đấy ạ?
hoặc là như nào đấy? Cái bánh gà, cái bánh trưng đó thôi. Một cái bánh trưng à? Có ăn tay không? Để túi đấy em lấy cho. Cho giòn nhá. Anh thích cho cái to. To nhá. To đây nhá. Thái luôn chàng nhá. Cho miếng gan bé. Bao tiền một lạng chàng? 40.000. À đây à, ít này đây à. Đây à. Cho 2-3 miếng nữa nhé, để lấy 5.000 nhé. Thế là bao nhiêu? 40 tai 30 rồi, 5.000 gan là 75 nhé. Ngon như thế này, mỹ mãn như thế này mà chưa bán được. Ăn gì em ơi? Đây không cần rồi, hay là mấy rồi? Ít rồi. Tí được. Như này nhá, rồi vào này nhá. Trước đây, bây giờ còn 40 đấy tổng hợp chúng mình cũng giảm. Thái luôn à, chân nóng luôn không? Có dày không? Có thì cắt mấy miếng trước. Dày thì cắt mấy miếng. Bà, nhưng mà bà nhà Diệp không mặc được cái thân dài kia đâu. Nhà thân Diệp già gắt đấy. Bố mẹ nó mặc đồ gì rồi đấy. Số 7, số 8. Cô cũng chật hết rồi. À đây hôm đấy ai còn nhiều đám mà. Hả? Đó, hôm đấy ai còn nhiều đám mà. Cháu nhưng đang 19 mà. Ừ. Thì đại khái là hôm ngày 18-19. 18-19 đấy. Lắp nhằm em ơi. Lắp nhằm em ơi. Ba lạng rưỡi 35 nhé. Mập hôn. 10-11 giờ. Không bỏ em làm mơ em còn...